Chào anh em. Giờ là 5 rưỡi, mình dậy làm từ lúc 3 giờ mà ngồi làm một mình, ngồi làm mình cũng buồn ha. Ngồi tán gẫu một chút, nhiều khi thật sự có chắc có nhiều anh em mà họ chưa xem được cái video mà lý do tại sao mình không like ha. Thì thôi, nói chung tóm gọn là mình không có thích like ha. Đó là nói cho các anh em mà đăng ký sau này mà họ chưa xem được cái video là lý do tại sao mình like á. Mình chỉ muốn nói một lần thôi, không muốn nhắc đi nhắc lại. Tại vì mình không thích đụng chạm tới ai cả. Bây giờ nói đi nói lại thì có nhiều anh em thợ họ vẫn đăng like trực tiếp, nói nó không có hay anh em ha. Tóm lại là mình không thích like anh em nhé. Trong nhà mình có con nhỏ nhiều, có hai đứa bé nó quậy lắm, đang like hay đang làm gì cái nó lại ra nó lấy đồ lấy nọ lấy kia, xong rồi không đưa cho nó thì nó khóc, nên mình không thích like trực tiếp ha, tranh thủ hoài quá. Mình làm từ đêm giờ mình chưa nghỉ, mấy ngày nay tranh thủ trả nốt cho anh em. Trước kia mới ra cái thời điểm mình ra có nghĩa là mình cũng làm máy là từ lâu rồi, còn cái thời điểm mà mình chính thức mà gia nhập mà bán trên YouTube này là lúc đó là đúng ra là mình chưa muốn ra đâu, nhưng mà cái thời điểm đó là cái thời điểm dịch ấy, mình muốn là mình học hỏi thêm nhiều nữa thì mình mới ra mình đăng video rồi nọ kia ha. Thời điểm đó đúng vào cái thời gian dịch, xong lại rảnh rỗi không có cái việc gì để làm, anh biết anh em biết rồi, mấy tháng dịch ngồi trong nhà không có cái gì luôn. Cái thời điểm đó anh em khác không gửi được hàng nhưng mình lại gửi được nha. Mà cái thời điểm đó xong, cái thời điểm đó mình lại thanh lý rất là nhiều máy, tại vì máy mình tích góp từ khoảng 1-2 năm trước mà mình làm các mẫu á. Ví dụ như là đây là mình đang ví dụ nha, ví dụ là đợt đó là mua mẫu này này, rồi mình làm ví dụ E28 này, làm nó ok này, hay làm E35 ok này, E42 ok này. Mà đợt đó anh em biết rồi, làm ra máy thời điểm đó mình thanh lý nhiều lắm. Thời điểm đó cái con anh em nào xem thì biết à, máy 8 phép mà mình thanh lý một lúc mình để ra đầy cái bàn này mấy chục con máy cơ mà. Kênh mình nói chung là đi lên từ mấy cái video thanh lý anh em nhá. Hoàn toàn là cái thời điểm đó máy của mình là máy thực tế là máy mới hết, máy chưa sử dụng một lần nào. Sử dụng thì mình cũng chỉ chẳng qua là mình test bóng đèn thôi. Thì lúc đó thì tay nghề còn non kém á, cách thức làm nó còn chưa được chỉnh chu, chưa được đẹp á. Xong rồi mình không có chú trọng bảo quản á, nên hộp nó dơ, nó chảy xước. Thời điểm đó nhiều anh em mua được máy thanh lý của mình đó. Mình thanh lý là mình thanh lý à, chứ không như mấy anh em khác á. Mình nói thẳng, tại vì mình đợt nọ mình có hỏi, mình có hỏi dùm cái anh khách có cái kênh nào họ thanh lý cái con máy 26 phép thì phải. Hỏi xong cứ tào lao đâu, hỏi xong cứ kêu là mà máy em để nọ để chỗ kia chưa tìm được. Máy mới đem ra quay thanh lý cho người ta, bây giờ này kêu là máy cất đi không tìm được là sao. Những kiểu mà buôn bán mà giờ chiêu trò vậy là mình đặc biệt là mình không thích nhá, mình lách luôn. Đây đang làm nốt cho đây 12 phép cổ hát đây. Thế mới lạ nha, nhiều đa phần là các anh em khách hàng lại thích cái mẫu bản mới, đúng là cái bản mới của mình thì nó ok thật. Vừa rồi về làm đi cũng tương đối là cái mẫu bản mới của mình này,
cũng đi một số là tương đối rồi, khách hàng phản hồi rất là ok nhá, nó không bị trục trặc như là cái mẫu bản gốc nhá. Còn thế mà trong đây cũng có một anh khách là trước họ lấy của mình 2 con rồi, là đánh rất là ok, xong hình như là đánh cũng là người đánh thôi không phải là người bán, đánh xong mà kiểu là anh em họ hàng thích á, thì để lại luôn, để lại cứ để lại cho người này, xong người kia lại tới kêu để lại, thế lấy con này con thứ ba này, họ yêu cầu làm sao phải đúng cái bản cũ ha. Mình bảo cái nói chung mình không thiếu nha, cái bo bản cũ này mình còn tương đối là nhiều bo anh em. Cái bo bản cũ này, bo bản cũ này, cái bo này thì mình còn tầm khoảng cỡ khoảng 30 bo á. Anh em thợ vọc vạch nào thích mua alo mình để cho một bo mình bán á, bán cho nó hết đi. Bây giờ mình ráp bo của mình không. Vướng quá, vừa làm vừa ấy, cái điện thoại chung nó không được tập trung anh em. Làm cái gì tập trung thì nó nhanh lắm. Còn anh em mà thợ bán cho các khách hàng, anh em biết sợ nhất là khách hàng gì không? Video này dành cho các anh em mà thợ nhá. Anh em nào trả lời đúng được cái câu này thì mình sẽ tặng anh em đó một bo. Bo 6 phép IGBT ha. Bo này thì anh em không lạ gì ha. Các em nếu mà các anh em thợ tặng anh em một bo 6 phép IGBT nha. Anh em trả lời đúng. Thích thì tặng kèm cho anh em thêm một bo trống. Có nghĩa là bo lái trống nhá. Bo hoàn thiện thì dạo này mình bận lắm, mình đâu có thời gian để ráp đâu. Ráp tới đâu là đi hết tới đấy à, nên nhà không có bo trống dư ha. Mình sẽ tặng cho anh em một cái bo trống. Bo trống của bên mình nhá. Với một bo 6 phép IGBT này nhá. Là các anh em thợ sợ nhất bán cho khách một kiểu khách hàng. Đó, câu trả lời này mình để sau. Anh em nào mà đoán trúng thì mình sẽ tặng bo nhá. Mình sẽ tặng anh em cái bo 6 phép IGBT đó và một bo lái trống ha. Mình để ngỏ cái câu trả lời đó cho anh em trả lời. Là nếu mà các anh em thợ bán kích sợ nhất trường hợp khách hàng nào mua kích ha. Câu trả lời đó để nhường cho các anh em thợ ha. Hoặc các anh em vọc mà có biết trả lời thì mình cũng tặng nhá. Bài quá. Làm thức đêm mệt lắm anh em. Anh em biết đấy, kiếm đồng tiền của anh em nó đâu có dễ đâu. Con máy đi mà ok thì không sao, con máy anh em đánh được thì rất là mừng. Mà con máy mà nó bị trục trặc thế nọ thế kia, hay là nó không hợp nguồn nước, đau đầu lắm. Nói chung mình thì bên mình chăm sóc khách hàng cũng ấy lắm. Còn như các anh em khác thì cái đó thì cái việc của họ thôi, mình cũng không nói ha. Mình từ trước giờ mình làm sao tránh đụng chạm tới anh em nhất rồi. Chứ anh em ai cũng như ai à. Mình cũng như người ta cũng như mình à. Bây giờ thôi mình cũng bán, mà họ cũng bán. Mà mình nâng cao quan điểm, nói quá về mình mà để mà dìm hàng những ví dụ những anh em khác, hay là dìm hàng những cái mẫu khác, nó không được anh em ha. Như thế là anh em biết sao, người ta gọi là phản nghề á. Cái gì cũng vậy, cái nghề gì nó cũng phải có quy tắc của nó nhá. Làm nghề mà phản nghề thì thua rồi anh em ạ. Mình đang làm cái nghề này mà mình quay ra mình chê bai cái nghề này nó không được ha. Mình thì từ trước đến giờ thì mình làm khá là nhiều mẫu rồi. Cái mẫu nào ok, hiệu quả rồi kinh tế nọ kia đến giá thành thì mình sẽ
thông dụng hơn cho anh em. Đúng ra mình không đi cái hộp này đâu anh em, mà có cái mẫu 8 của cái anh khác đặt đó, tại vì mấy cái hộp kia không vừa, chỉ có cái hộp xanh này mới vừa này đó. Chỉ hộp này mới vừa này. Đây là mình còn cắt góc rồi á, đây mới hàn đường công suất à. Hôm nay tranh thủ giảm mấy bạn đấy, anh em thấy không, cái hộp 8 này nó không thể nào mà vừa nhá. May chỉ có cái hộp này may chỉ có cái hộp xanh này còn vừa nó này. Cái mẫu 8 này thì trước giờ mình bán mà hầu như mình toàn bán cái hộp này không à, chỉ cái hộp này mới vừa thôi nó à. Hôm nay là phải làm sao nhai xong 3 con này anh em. Mình thực sự bây giờ mình làm đấy, tuy mình có một mình thật đấy, mình làm cái giá cũng gọi là ok cho anh em xài đi. Sự đến bây giờ mình làm đâu có hết việc đâu, nhiều việc quá bây giờ thật sự. Nó rất là mệt nhá, nó đâm ra rất là oải, mệt mỏi. Trước kia mà có khách mà ví dụ mà đặt máy sướng lắm anh em, sướng lắm, có một hai khách mà đặt đó, sợ. Mà bây giờ máy nhiều quá thật sự là luôn nhá. Anh em gắng mà cứ kiên trì bình tĩnh ha. Cái nghề nào không nói, cái nghề này thì không gấp được. Nghề này không phải là anh em bán ngày 1 ngày 2. Không phải là anh em là thấy người khác là bán máy ầm 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 bán máy nhiều thì anh em cứ vội vội vàng vàng ra bán nọ bán kia rồi kia ra ha. Chứ mình á, mình bán cái giá rẻ nữa cũng được, nhưng mà thôi, mình nghĩ còn để cho anh em khác kiếm chén cơm ha. Anh em biết sao không? Tại đúng ra mình công cán công sức của mình bỏ ra, mình tính cái giá của mình cao hơn này này, nhưng mà tại vì là ông bà có câu một con sâu và dầu một nồi canh, mà mình có tham khảo thị trường cũng có một số anh em đi trước là bán cái giá nó còn rẻ hơn mình nữa cơ ha. Lên nhiều anh em thợ không thể chê trách được mình nhá. Ví dụ mẫu 6 phét bây giờ mình đang bán là 700, hay là mẫu 8 phét tùy mẫu. 8 phét thì có mẫu 1 triệu, có mẫu 1 triệu 1, có mẫu 1 triệu 2 ha. Cái đó là tùy ngẫu hứng thôi. Như mình nói, anh em nào mà thiện cảm hay cái gì thì mình sẵn sàng mình bớt cho 1-200. Giá nào mình đề ra mà luật là ở mình đề ra mà mình bớt một chút, mình ăn ít một chút cũng không sao cả. Mà bán rẻ quá thì lại không được, bán rẻ quá thì anh em lại cho mình là phá giá nhá. Còn ai mà chả muốn bán đắt để được lời nhiều, anh em công nhận không? Nhưng mà lúc mình ra mình có tham khảo nhiều chỗ nhiều nơi rồi. Còn anh em bán giá rẻ quá, anh em thợ cạnh tranh mới ra ấy á, mình khuyên các anh em mới ra các anh em không nên bán giá rẻ đâu. Tại vì anh em biết sao, kinh nghiệm của anh em mới làm thì con máy đi đi về về là cái chắc rồi, xong rồi còn bảo hành tới bảo hành nuôi. Như mình đây này, mình bán linh kiện này nó kia mình sẵn hàng, con máy nó có hỏng hóc đi trong nữa, trong nhà mình lúc nào cũng sẵn đồ thay. Còn nhiều anh em đồ ra còn chưa đủ thay ấy, làm sao mà ra bán phá giá được ha. Nên mình vẫn khuyên anh em chậm mà chắc, không nên mà thấy họ bán mà anh em nhảy ra bán phá giá thế nọ thế kia nhá. Đó là mình khuyên, một người khuyên chân thành cho anh em thôi nhá. Chứ không phải anh em cứ nghĩ là anh em bán rẻ là khách họ tới mình họ mua đâu nhá, không có đâu nhá, sai lầm nhá. Nhiều khách mình biết là họ có cái ý nghĩ là hàng rẻ là hàng ôi á, có nghĩa là hàng rẻ làm sao mà tốt được á. Nhưng theo cái giá mình bán ra như thế là cái giá là ok rồi, mình có một chút công ở trong đó rồi. Anh em thấy đấy, anh em khách hàng đã thấy đấy, các em thợ đấy toàn hầu như là thức đêm mò hôm không à, làm kích này không à, toàn thức đêm mò hôm không à. Còn các em thì cứ từ từ thôi, không phải ngày 1 ngày 2 là xong rồi nhá.
anh em bán làm sao anh em phải có cái uy tín, chứ không phải anh em là bán một con thì thôi đâu. Anh em bán một con thì anh em làm sao phải mong là anh em bán được con thứ hai, con thứ ba, chứ không phải anh em là bán được một con xong là xong rồi nhá. Bán xong không phải là đã là xong đâu anh em nhá. Anh em mà có cái ý nghĩ tư tưởng đó thì làm thật sự khách họ không tới mình đâu nhá. Mình không phải là dạy khôn anh em gì đâu, nhưng thực sự á, mình á là dân kinh doanh, mình là dân buôn bán ha. Tuy anh em đấy, nhiều anh em ấy có xem video thì biết đấy, mình cái tuổi của mình tuy nó ít thật, nhưng mà cái tuổi đời của mình nó không ít anh em ha. Mình bon chen bươn trải, mình tới 4 đứa con rồi cơ mà, chứ đâu có phải là ấy đâu anh em. Từ Bắc vào Nam, từ Bắc vào Nam, rồi là để đi kiếm tiền thiên hạ, anh em biết là cả một quá trình ha. Mà mình vào trong đây từ năm mười mấy tuổi cơ. Trước kia anh em biết mình cũng kênh anh này kênh anh kia, mình không có hỏi, mình không có cái, chưa bao giờ mình hỏi ai một cái gì cả. Ví dụ là mình thấy bên này có bán bo này thì mình mua này. Ví dụ như là bên anh Nguyễn Sang đúng không, có bán bo này thì mình mua bo này. Hay bên anh Văn Hạ này có bán bo thì mình mua này. Hay bên nào bán bo thì mình mua này. Đó, anh em nhiều khi quen biết là vậy nhá. Chứ thực ra mình chưa bao giờ mình hỏi ai một cái gì cả nhá. Rồi mình xem các video của các anh á, xong mình tinh ý mình nhìn, nếu mà mình mua bo á, mình nhìn thấy cái các anh làm như thế nào thì mình xem cái đoạn đó mình làm ha. Còn khuyên các anh em một lời nói chân thành, các anh em mà đang làm cầu hắt, các anh em mà chưa làm được á, cái thời gian vừa qua á, mà anh em làm, mà anh em làm đã rất lâu mà chưa làm được á, thì mình khuyên anh em nên tĩnh tâm dừng lại, hãy làm những cái mẫu thông dụng trước đã, chờ cho thời gian thị trường nó lắng xuống thì nó sẽ ra nhiều mẫu mới, mẫu cải tiến thì anh em tiếp tục, lúc đó chưa trễ ha, chứ anh em biết rồi. Nhiều khi đấy anh em làm đúng, anh em làm con nào cũng chạy hết nhá, chứ không cứ là đúng con lớn thì nó đỡ hơn, nhưng mà con lớn anh em làm không đúng nó vẫn bị dẫn thẳng, vẫn chết. Mà con SCG lớn, nói con IGBT đắt, nhưng con IGBT đắt làm sao bằng con SCG lớn được. Con SCG lớn con rẻ nhất cũng phải 30.000, 35.000, có con tới 45.000, 55.000 một con. Nó chết là nó cứ chết một con đến hai con không anh em. Anh em nếu mà trên một dàn 4 con anh em đo một con chết, anh em tháo một con ra mà anh em nắp tài tiếp là nó sẽ chết tiếp con tiếp theo. Bao giờ tốt nhất là anh em cũng phải thay một cặp của nó nhá, thì nó mới ổn được. Rồi anh em không làm được nắp tới nắp lui cứ hỏng hoài anh em biết đấy, tiền bạc của kinh tế nó kia nó đổ. Cái con có hắn này mình theo mình biết là vừa rồi rất nhiều anh em ha, nhiều anh em đâm ra lản không làm được. Đây cầu hát, đây cầu hát của mình đây. Đó, ngồi nhai. À cái con mà mình bảo cái mẫu này này, cái mẫu này mà hôm nay mình tót bo mà ai mua mình bán luôn 1,5 triệu nhá, là bán rồi anh em nhá, cho anh em đỡ phải hỏi mất công. Đó anh em thợ thôi à, còn anh em khách hàng người ta lại không thích mua kiểu vậy đâu. Cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải à. Anh em mua như vậy thì nó không có nhiều ưu đãi, ví dụ như anh em mà mua theo hàng đặt này, hàng đặt thì nó đắt hơn là đúng rồi. Hàng đặt ví dụ như hàng thả, bây giờ mình đang khuyến mãi ưu đãi nhất cho anh em cũng là cái giá 2 triệu, đó là máy thả thì nó có nhiều ưu đãi. Đó là những khách hàng quen nhá, còn khách mà là lạ lấy 1-2 lần mình thì máy thả là vẫn là 2,2 triệu đến 2,3 triệu, máy 16 phép IGBT máy thả. Máy thả IGBT thì mình chỉ nhận nước ngọt và nước phèn là cùng, chứ mà nước lợ thì nó có dòng khác anh em nhé, dòng đắt tiền hơn.
Bây giờ là 6 giờ rồi. Làm cả đêm đuối quá rồi anh em. Thì anh em được nhiều cái ưu đãi hơn, cái thời gian bảo hành nó ấy hơn. Nói chung là cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải hết. Anh em kia mua giá thành rẻ hơn thì cái thời gian bảo hành nó ngắn hơn. Còn đây thời gian bảo hành rồi ưu đãi đó kia nó ok hơn cho anh em nhá. Nói chung anh em thợ thì biết rồi, mua rẻ được chút nào thì hay chút đó. Giá 1,5 triệu một con máy hoàn thiện thì ở đâu ra có, anh em công nhận không? Mà anh em nhìn cái chất lượng bo của bên mình thì khỏi chê rồi ha. Chả đuối quá rồi, không biết bắt đầu làm từ đâu nữa. Công việc thì nó bề bộn ra một đống. Thôi chắc phải làm trước con 8 phen này đi. 8 phen này anh khách này đặt cũng khá là lâu rồi. Nấu 8 phen tiện thể gắn trở luôn đi. Chở này là chở chân đồng hết anh em. Mình xài chỉ xài chở chân đồng không ạ. Chở chân sắt mình làm mình bị mấy con rồi, mình không thích. Nhưng mà anh em mua cái số lượng thì nó cũng đắt hơn không là bao nhiêu cả. Còn anh em mua lẻ thì nó không có rẻ đâu nhá. Ví dụ cái chở 5 vòng màu chở chân sắt kìa, anh em mua 1.000 con là nó chỉ có hơn ở đâu, 1.000 con là nó vào có mấy chục nghìn á. Còn 1.000 con này có nghĩa là nó đắt gấp đôi. Tóm gọn là như vậy. Không, mua lẻ thì nó đắt. Ví dụ mua lẻ là 6.100 con chở kia thì 100 con chở này thì anh em mua lẻ với cái giá là 12 với 13.000 100 con. Đắt gấp đôi, gấp 2 lần rưỡi á. Giờ chút nữa xong mình lại con cái dậy để cho đồ đạc nọ kia nó lớn thì cũng đỡ phải quần áo áo rồi giày dép nọ kia chở đi học, xong quay về lại mở cửa bán hàng. Cái câu hỏi đó thì mình sẽ để ngỏ để video sau thì mình sẽ trả lời. Anh em nào đúng thì mình sẽ tặng cho một bo 6 phét đó, bo 6 phét IGBT, và tặng cho anh em một bo lái trống. Là các anh em bán kích sợ nhất gặp những khách hàng như thế nào, tình trạng chung của các anh em thợ nhá. Sợ nhất các anh em khách hàng như thế nào mua máy. Rồi xong đến video đó thì mình sẽ giải thích cho anh em là tại sao, lý do tại sao và vì sao các anh em sợ nhá. Các anh em thợ có một trường hợp khách hàng đó thôi, anh em thợ cực kỳ sợ. Anh em nào mà đặt hàng á, trong cái thời gian này nhá thì mình không có trả hàng ngay được anh em đâu nhá. Phải tầm ít nhất là 4 đến 5 ngày á. Chứ anh em mà đặt mà đòi ngay là mình không nhận đâu anh em ha. Nhận ví dụ 2 đến 3 ngày thì mình cũng không thể kịp được. Công việc của mình nó còn dồn ứ quá trời. Xong rồi mình đâu có phải là bán nguyên cái này đâu anh em. Mình còn sắp linh kiện đồ đạc cho anh em nữa. May là cũng có bà xã nhiều khi phụ bên cạnh nữa. Đây nên tại sao đấy mình... Ví dụ như là con 100 ôm này đi. Đó, mình ghi ra đây. Ví dụ bộ phun cần những con gì, hay là mình cứ bỏ bịch ra đây này, anh em thợ làm lấy đấy, thì đấy, mình đọc hay là bà xã xem trên đơn, thế là cứ thế là lấy thôi à. Còn mình thì mình đâu có cần phải ghi chú ra vậy đâu anh em.
Mà thực sự đúng là trước kia mình mới vào làm á, mình đâu có biết con chở đọc bằng màu là như thế nào đâu. Thì mình đã nói con chở mình còn không biết, mình còn hỏi người ta là có phải đi chân này chân kia không nhá, ý như kiểu là có phải đi chân âm dương gì hay không á. Là anh em biết là mình gà mờ cỡ nào á. Làm cái gì như vậy, làm cái gì anh em phải có tâm huyết với nó, anh em phải có sự yêu nghề thì anh em làm mới thành công hết à. Rồi ha, video cũng tương đối dài ha, cũng mệt quá, chả có cái máy sắp tới là. Nói chung là mình có làm máy xong ấy, mình ít khi mình trả hàng cho anh em khách hàng ở trên YouTube lắm anh em ha. Hiếm khi nào mình trả lắm, trừ khi cái trường hợp nào hay là lâu lâu nhàm quá thì mình trả, nhưng mà mình cũng không đặt tên, mình không đọc tên của anh này như cái tờ sớ đâu nha. À, anh A, anh B, anh C, anh D ở huyện này, tỉnh này có số điện thoại đuôi này ha. Cái đó thì mình không, cái đó là mình còn bảo mật cho khách hàng là nhiều. Còn bất đắc dĩ lắm, như nó có cái video vừa rồi đấy, máy thanh lý anh em biết tại sao không? Đấy anh em xem bình luận là thấy có nhiều anh em thợ hỏi tới 4 5 lần rồi mà chưa mua được con máy thanh lý nào của mình. Mà mình cứ vừa đăng cái là hết, vừa đăng cái hết. Không anh em lại kêu mình là xạo ke, nổ thế nọ, nổ thế kia. Là đăng lên nhưng đâu có thanh lý đâu, nhưng không có phải vậy anh em nhá. Mình nói rồi, mình lên đây mình kiếm tiền chứ không phải là mình kiếm chuyện, không phải để câu like, không phải để tào lao làm gì ha. Mình là người làm kích, mình làm ra con máy, mình sản xuất ra con máy. Mình thích mẫu nào, thích con nào, kiểu dáng nào mình đều làm được hết từ A tới Z. Mình không phải làm như vậy, mình không phải để làm chiêu trò anh em nhé. Cái thời gian này mình bận quá nên mình ít ra máy thanh lý á. Chứ có thời gian anh em theo dõi không? 2 3 bữa lại một con, 2 3 bữa lại một con. Còn anh em khách hàng mà mình từ chối không nhận thì anh em hiểu rồi ha. Như mình nói đấy, khách hàng là mình cảm thấy mà khó khó ăn quá, khó tính quá, mình lách ha, mình không nhận. Giờ cảm giác người nó mệt mệt rồi, làm chả biết từ đâu với đâu cả. Vậy mà ngồi lúc gần nửa tiếng đồng hồ rồi anh em. Thôi tranh thủ mình xem làm việc nào cho nó gọn việc đó ha. Chứ cái mẫu 16 này còn khá là nhiều này. Mẫu 16 này đây còn mới được hơn phân nửa. Cũng khá mừng là cái thời gian bo vừa rồi là mình về các anh em thợ ủng hộ mình cũng khá là nhiều ha. Mà cái thứ nhất bán cho anh em thợ cái giá thành rẻ, cái thứ hai là mình cũng có bo rẻ để xài và bo chất lượng hơn nhá. À, anh em nào mà thích in ấn bo tên tuổi số điện thoại cơ sở thì số lượng trên 50 bo thì mình sẽ nhận in cho anh em tên tuổi số điện thoại anh em nhé, thì anh em sẽ được cái giá thành nó rẻ hơn nữa. Ví dụ như là cái bo cầu hát này của mình đang bán cho anh em là 50.000 kèm dao động. Nếu mà anh em lấy số lượng trên 50 bo thì anh em có thể giảm được mấy nghìn một bo nhá. Thì ví dụ 50 bo thì mình có thể giảm cho anh em được còn 45.000 một bo nhá anh em ha. Còn anh em nào mà ví dụ là anh em đang có một cái mẫu mạch như thế này đi, mình ví dụ lấy ví dụ nhá, bây giờ anh em mà muốn in đi, in cái mẫu như thế này thì ý là anh em thích cái mẫu này mà bây giờ anh em không muốn mua của bên kia mà họ bán đắt á, anh em muốn giá thành nó rẻ một chút, hay là anh em muốn muốn cái file đó có nghĩa là bây giờ anh em chỉ cần có cái file đó là anh em làm chùm được ha. Anh em có cái file thì anh em đưa chỗ nào anh em cũng có thể in được mạch nhá. Anh em muốn copy thì anh em cũng gửi cho mình hình qua Zalo, anh em muốn copy sao gửi hình chụp hình thì mình sẽ báo giá, ok thì anh em làm việc tiếp theo nhá. Giá cả thì anh em thỏa thuận. Còn anh em thích in bo thì cái giá in bo sẽ ưu đãi cho anh em hơn một chút nhá.
mà mình nói trước cho anh em đỡ phải mất thời gian đến lúc liên lạc rồi xong đến lúc mà gần chốt đơn thì anh em lại bỏ cuộc chạy với người, là mình nói trước. Nếu mà anh em mà in dưới 5 triệu thì anh em phải chuyển khoản 100% trước cho mình để mình gửi trả bên in mạch. Còn trên 5 triệu thì anh em chỉ trả trước 50% nhá. Nói chung ở thị trường hiện tại mình á, mình cũng đang là một khách hàng quen thuộc, là khách hàng làm nhiều của bên in mạch, thì mình cũng vẫn phải làm theo quy tắc vậy. Là đơn hàng nào dưới 5 triệu mình vẫn phải cọc, mình vẫn phải trả trước hoàn toàn 100%. Còn đơn hàng trên 5 triệu có nghĩa là đơn 7 triệu, 10 triệu thì mình chuyển khoản trước 50%. Trên 5 triệu chuyển khoản, trên 7 triệu á, thường mình làm là toàn trên 7 triệu, còn trên 5 triệu mình cũng chả cần cọc 50% làm gì. Chuyển khoản cho họ 50%, còn 50% còn lại thì khi nào nhận mạch thì sẽ chuyển COD lốt nhá. Nói rõ cho anh em vậy, cho anh em đỡ mất thời gian của đôi bên luôn. Đó, anh em nào mà có cái mẫu nào anh em muốn, bây giờ là em muốn in cái mạch này, em muốn in số lượng bao nhiêu thì có thể liên hệ mình nhá. Ví dụ như những cái mẫu này đó, 50 trở lên thì anh em in tên tuổi số điện thoại là thì mình sẽ nhận cho anh em nhá. Còn số lượng ít thì mình không nhận, 20-30 mạch thì mình không có nhận anh em nhá. Anh em lấy vậy thì cái giá thành nó cũng ok cho anh em nữa. Mạch của mình nói đấy, mạch của mình là nó vẫn về đều không à. Còn có một số mẫu mình đang cải tiến dần. Mình đang cải tiến những cái mẫu mà thông dụng mà anh em thị trường đang xài á. Còn những mẫu mà của các em thợ mà những mẫu khó thì mình sẽ không tung ra thị trường nhá. Mình chỉ để nói chung là lưu hành nội bộ anh em. Các em thợ lẻ hay các em thợ vạc thì mình chưa lưu hành ra ngoài, mới chỉ trong nội bộ cho các anh em xài, thì mình xài là chủ yếu à, phục vụ nhu cầu cho mình là chủ yếu nhá. Rồi ha, video trời khá là dài rồi, chào anh em ha. Bộ nhớ của mình nó gần đầy, quay được mấy phút nữa là nó đầy rồi. Cái câu hỏi đó anh em theo dõi kỹ video nhá. Anh em nào trả lời đúng thì mình sẽ tặng cho anh em một cái bo đấy, bo 6 GBT và một bo lai trống của mình nhá. Chào anh em.